Hello cả nhà, Hoa Hồng Đèn đang ở lộ mổ 732 Bình Long, Hương lộ 3 ha. Thì xuống đây hỗ trợ chị Mạnh Thường Quân mắc con chó đó. Thì có một người phụ nữ đem ba bé chó này tới đây bán nè, với một cái lời chăn chói rất là dễ thương. Nuôi ở đây, đem lại đây kêu người ta nuôi đi, đừng làm thịt nha, đem tới lò mổ mà kêu nuôi đi. Bán ba bé chó 700.000. Đó, thì Hoa Hồng Đèn bỏ ra 1 triệu để cứu đám chó này, thì được chị Mạnh Thường Quân đó trả lại 1 triệu, chị Lê Trần. Thì xem như là đám chó này là chị cứu. Đi kiếm con chó đen ngày hôm qua Hoa Hồng Đèn đăng á, là treo giải 10 triệu đó. Giờ đi xuống đây kiếm thì đã có thông tin có cái chị kia cứu, bây giờ chỉ đi tới đó xác nhận thôi. Thì hy vọng là nó là đúng. Song song đó là cứu con chó đen thì cứu được mấy em này, kịp thời chủ đem tới đây bán nè. Nó đang sợ nè. Ê, buồn gì con? Trời ơi, con nít nòi có biết gì đâu mà cũng đem đi bán nữa. Ở đây còn rất là nhiều bé luôn nè, mèo nè, chó nè. Thì sẵn đây là có 2 bé chó nè, mình quay luôn. Thì có ai mắc không nha? Đó. Đó, thì 2 bé chó này thì chưa được cứu ha. Đây. Thì sẵn đây quay luôn, có ai bị mất không? Mất thì ra 732 Hương lộ 3 Bình Long ha. Hoặc là có ai thương thì cứu giùm. Thì qua ông đây chỉ đăng clip thôi.